Ê mày, tao đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, để tao nói tiếp nhé. Mai Thúc Loan lớn lên trong hoàn cảnh nước ta bị đô hộ bởi nhà Đường. Công chúa của nhà Đường rất thích ăn vải nên hàng năm nước ta phải cống lộp vải sang. Tôi khát nước quá, cho tôi ăn quả vải nhá. Mày không được ăn. Ai cho chúng mày bắt nạt dân tao? Chúng mày sẽ biết tay tao. Nhưng tất cả những điều kể trên được các nhà nghiên cứu sử học xác nhận là không có thật. Nguyên nhân chính là sưu cao, thuế nặng và sự bóc lột của bọn nhà Đường tham lam. Khởi nghĩa Hoan Châu của Mai Thúc Loan cũng là cuộc khởi nghĩa có sự chuẩn bị, biết chọn thời cơ chứ không phải một cuộc bạo động tự phát. Và chuyện cống vải không phải là nguyên nhân chính nổ ra cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc do Mai Thúc Loan lãnh đạo. Khi đó, lực lượng quân ta đã trở nên hùng mạnh và đánh chiếm được một số thành trì. Nhưng sau đó nhà Đường bèn huy động 10 vạn quân sang đàn áp. Sau nhiều trận đánh khốc liệt từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận, sau đó ông ốm và mất.